Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh trên cả Facebook lẫn YouTube 4:30 giờ California, tức là 6:30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 17 tây tháng 10 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè, khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong và phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên thì Phong đã nhắc tới cái cuộc điều trần tại Thượng viện cho một cái đạo luật đã được ban hành ngày 31 tây tháng 12 năm 2018. Mà đạo luật này là đạo luật gọi là sáng kiến về cái an ninh và của khu vực Á Châu Thái Bình Dương, gọi là ARIA. Và cái đạo luật này đã được thảo luận và đã được đưa ra nêu lên vấn đề của Đài Loan. Trong đó thì là sẽ có những cái khẳng định liên quan tới vấn đề bảo vệ cho Đài Loan trước những đe dọa của Trung Quốc. Và điều này cho thấy là kể từ khi mà đổi chính sách từ đối tác qua đối thủ, Hoa Kỳ sẽ dần dần thay đổi tất cả những chính sách đối với Trung Quốc. Và trong cái điều này, Đài Loan trở thành một trong những cái điểm rất quan trọng trong toàn bộ cái chiến lược của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Mà theo đó thì cái dự đoán chủ quan của tôi là trong năm tới Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ cái chính sách một nước Trung Quốc, tức là One China, để có thể dọn đường cho Đài Loan tuyên bố độc lập. Bởi vì sự tuyên bố độc lập của Đài Loan sẽ có lợi cho Hoa Kỳ về nhiều phương diện, cả kinh tế lẫn chính trị. Về mặt chính trị và quân sự, về mặt quân sự thì rõ ràng là cái việc mà Đài Loan tuyên bố độc lập thì Hoa Kỳ có khả năng sẽ có một cái căn cứ quân sự ở đây trong tương lai để quân bình cái cán cân quân sự của họ tại khu vực Đông Nam Á vốn đã bị bỏ rơi, và bây giờ Trung Quốc đang gần như thao túng toàn bộ khu vực Đông Nam Á trên bờ biển này. Bên cạnh đó là về mặt chính trị thì Đài Loan là đảo quốc có tầm ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương, và nhờ cái tầm ảnh hưởng này thêm vào cái sự hợp tác của Hoa Kỳ thì sẽ ngăn chặn được sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Nam Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc đang có tham vọng sẽ với bàn tay của họ tới đây. Và họ đã bắt đầu có những cái hành động để mà phát triển cái sự bành trướng và có mặt hiện diện của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Đây là một trong những cái chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ. Và bây giờ các bạn hiểu được lý do tại sao chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ và tại sao Hoa Kỳ phải đầu tư khá nhiều, không những là chính phủ của Tổng thống Trump mà ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ đã đầu tư khá nhiều vào Đài Loan. Và coi như Đài Loan sẽ trở thành một cái mũi nhọn cho một cái tiến trình dân chủ trên toàn Á Châu nói chung, và đồng thời sẽ đẩy dần những cái chế độ độc tài nói riêng vào trong bóng tối. Những chế độ độc tài độc đảng sẽ từ từ sẽ bị đẩy vào trong bóng tối bởi cái nền dân chủ và tự do hoàn toàn của Đài Loan hiện nay. Đó là một trong những cái mặt chính trị rất quan trọng mà Hoa Kỳ cần đầu tư. Đó là cái bản tin đầu tiên và cái bài nói chuyện đầu tiên trong cái đề tài. Và bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai sáng nay, thì các bạn còn nhớ là Phong đã đưa một cái bản tin liên quan tới một công ty thời trang nổi tiếng của thế giới là Christian Dior. Christian Dior là một công ty thời trang lừng danh của thế giới, và công ty này đã viết một lá thư xin lỗi Trung Quốc chỉ vì trong cái show trình diễn và trên cái map của họ, tức là cái bản đồ của họ về một nước Trung Quốc đó, thì không có cái đảo quốc Đài Loan nằm trong đó. Ngay lập tức thì là Trung Quốc, Đảng Cộng sản Bắc Kinh đã ép Christian Dior phải viết một lá thư xin lỗi. Trong đó, trong lá thư đó viết bằng cái ngôn ngữ rất là yếu hèn. Nào là Trung Quốc là người bạn lâu năm, Christian Dior là người bạn của Trung Quốc, rồi Christian Dior là lúc nào cũng tôn trọng 1.4 tỷ người Trung Quốc. Họ nhấn mạnh cái chữ 1.4 tỷ người Trung Quốc nha các bạn. Thì Christian Dior đã phải đáp ứng cái sự áp lực của phía Trung Quốc. Bên cạnh đó thì các bạn nhớ mấy ngày trước chúng ta đã loan về cái phim mà hãng DreamWorks hợp tác với lại Pure Studio của Shanghai, tức là một cái hãng phim của Trung Quốc, để ra một cái cuốn phim hoạt họa. Và cuốn phim hoạt họa này đã vẽ cái đường lưỡi bò của Trung Quốc ở trong cái cuốn phim, là nhiều nước ở Á Châu bây giờ đã cắt bỏ cái phim này, không cho chiếu nữa. Và cái thứ ba là cái việc mà các cái công ty Apple, như là Apple cũng đã bị áp lực bởi Bắc Kinh lấy cái trang app về SK
Map.life ra khỏi cái trang app của họ trong cái vấn đề của Hồng Kông. Rõ ràng cái sức, cái áp lực của Bắc Kinh đối với những cái công ty của Hoa Kỳ và những, đặc biệt là cái lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất, giải trí, truyền thông và thể thao, là ba cái nơi mà dễ bị o ép nhất. Và trong một cái cuộc phỏng vấn mới đây nhất của người đứng đầu điều hành của cái Hiệp hội Liên đoàn Bóng đổ Toàn quốc Hoa Kỳ, gọi tắt là NBA, tức là National Basketball Association, thì ông này, ông tên là Adam Silver, và ông là người đã tuyên bố là sẽ không xin lỗi, NBA sẽ không xin lỗi gì cả, trong cái lời phát ngôn và cái tweet của ông Morey, tức là quản lý của đội Houston Rockets, và anh đã viết một cái tweet ủng hộ cho cuộc biểu tình của người Hồng Kông. Thì các bạn, đó là cái mà tin mà lượt qua. Ngày hôm nay trong cái bài phỏng vấn của ông, thì ông nói rằng Trung Quốc đã áp lực NBA là đuổi anh Daryl Morey, tức là quản lý đội Houston. Họ áp lực rất mà mạnh. Đây là cái câu trả lời của ông. Ông nói rằng là chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đã tìm cách áp lực ông phải đuổi cổ cái người đã tweet, tức là ông quản lý của đội Houston Rockets, về cái tweet ủng hộ cho người biểu tình tại Hồng Kông. Và ông trả lời là chúng tôi đã nói rõ ràng với họ khi chúng tôi được yêu cầu là đuổi anh ta, bởi chính quyền, áp lực này đến từ chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Và by the party we deal with, tức là cái nơi mà chúng tôi đã phải nói chuyện, kể cả chính quyền lẫn các cái cơ sở công ty, tức là những công ty đã quảng cáo, đã hỗ trợ cho NBA của Hoa Kỳ. Tất cả cả hai cái hướng này, vừa áp lực từ chính quyền Bắc Kinh, vừa áp lực từ những công ty đã bảo trợ, đăng quảng cáo rồi chiếu hình của NBA. Và chúng tôi khẳng định rằng là cái cơ hội sẽ không xảy ra. Không bao giờ chúng tôi đuổi anh Daryl Morey. Ông đã trả lời với lại cái tờ báo có tên là Time 100 Health Summit ở New York. Và tôi có thể nói rằng là một tay của chúng tôi là ủng hộ cho cái quyền tự do báo chí, nhưng mà tôi cũng phải đóng một cái vai trò là rất là khó khăn trong vấn đề ngoại giao, tức là diplomat. Thì đây là một trong những cái lời trả lời của ông, cho thấy rằng là Trung Quốc không phải chỉ có ra lệnh ngầm mà áp lực ra mặt luôn. Tại vì ông khẳng định là từ chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đã gọi điện thoại, đã viết thư, rồi cộng thêm những công ty đã từng là đối tác của NBA, tức là vừa là công ty quảng cáo, vừa là công ty phát hành, tổ chức những trận đấu của NBA ở tại Trung Quốc. Thì họ dùng tất cả những cái này áp lực là phải đuổi anh Daryl Morey, người đã tweet lên cái chữ là Fight for Freedom, tranh đấu cho tự do, Stand with Hong Kong, tức là đứng bên cạnh người Hồng Kông. Anh Morey khi anh tweet cái này lên đó, bây giờ Trung Quốc áp lực. Thì cái này là những cái tin mà các bạn đã biết rồi, và cái thông tin này thì chỉ mới ngày hôm nay, với lại cái việc mà Christian Dior, một trong những công ty thời trang nổi tiếng, cũng đã viết thư xin lỗi. Điều này cho các bạn thấy là Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất lo ngại về cái hình ảnh của họ trên toàn thế giới. Thay vì sử dụng những cái phương pháp minh bạch và những cái cách ứng xử nhân bản hơn để thuyết phục cộng đồng quốc tế đứng về phía mình, thì Bắc Kinh chọn thái độ ngược lại. Tức là họ dùng quyền lực mềm, họ dùng cái thế lực của họ uy hiếp tất cả những cái đối tác nào làm ăn với họ để mà đạt được cái mục tiêu. Các bạn còn nhớ cách đây khoảng một tuần lễ, khi mà tôi đưa tin cho các bạn, hội đồng thành phố của thủ đô của Cộng hòa Czech, tức là Prague, các nghị viên của, và kể cả thị trưởng, đã phải hủy bỏ một cái buổi lễ, một cái hiệp ước ký kết nghĩa chị em giữa thành phố Bắc Kinh và thành phố Prague. Tại sao họ hủy bỏ? Tại vì ở trong cái hiệp ước mà kết nghĩa chị em này, nó đề ra thêm, nó áp lực thêm, và nó đề thêm cái đoạn là phải thừa nhận cái chính sách một nước Trung Quốc. Thì ngay lập tức là hội đồng của thành phố, kể cả thị trưởng, kể cả nghị viên, đều hủy bỏ hoàn toàn cái việc ký kết này. Họ không cần cái việc ký kết với Bắc Kinh nữa. Thì các bạn thấy rõ ràng là Trung Quốc đang sử dụng cái quyền lực và cái thế lực của mình để áp lực những quốc gia khác để họ đạt được cái mục tiêu bảo vệ cho cái đảng cai trị ở Trung Quốc. Thật sự, kết nghĩa hay là buôn bán, đó là cái chuyện tự nhiên giữa các dân tộc với nhau. Cái điều này không có gì sai trái hết. Có điều là cái đảng cai trị ở Trung Quốc, nó sợ mất quyền lực, nó bảo vệ quyền lực, và nó lấy cái bình phong của một nước Trung Quốc và dân tộc Trung Quốc ra, nó chắn ở phía trước.
để cho người ta thấy đụng tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là đụng tới người dân Trung Quốc, đụng tới cái nền văn hóa của Trung Quốc. Nó lợi dụng cái này. Và trong cái lá thư Chris Sangyo gửi thấy rõ ràng không các bạn? Là xin lỗi Trung Quốc. Xin lỗi 1.4 tỷ dân. Chris Sangyo có đụng chạm gì tới 1 tỷ dân 1.4 đâu. Cái bản đồ đó là của người Đài Loan, mà Đài Loan có phải là đảo của Trung Quốc đâu. Ngày xưa cái người gốc ở đó là người Formosa. Họ bị ảnh hưởng cái nền văn hóa của Nhật Bản nhiều hơn. Nó nằm gần Okinawa. Nó là một cái chuỗi đảo ở đó. Thì người Formosa họ sinh sống ở đó. Rồi trong cái quá khứ thời điểm của nhà Thanh, thì một cái tướng chống lại nhà Thanh của nhà Minh là Trịnh Thành Công có kéo quân ra đó, và người Hoa đã bắt đầu xuất hiện ở ngoài đảo quốc Đài Loan một khoảng thời gian. Là lúc đó là họ phản Thanh phục Minh, tức là chống lại cái triều đình Mãn Châu. Thì cũng có một số người Hoa đã sinh sống ở ngoài đảo quốc Đài Loan. Chỉ vậy thôi. Chứ đâu phải là đảo quốc đó là thuộc về Trung Quốc. Rồi cho tới khi mà Tưởng Giới Thạch thua cho Mao Trạch Đông kéo ra đảo quốc Đài Loan lập quốc ngoài đó, thì họ đã là một đảo quốc độc lập rồi. Họ không có dính dáng gì tới Trung Quốc cả. Nhưng mà Trung Quốc ép như vậy. Và giống như tôi đã nói với các bạn trong cái đề tài trước, trường hợp của Đài Loan rồi. Trường hợp này tôi chỉ nói đến cái vấn đề không phải riêng Đài Loan, mà tôi nói về cái vấn đề Trung Quốc đang sử dụng cái quyền lực mềm của mình thao túng tất cả những công ty dễ bị tổn thương, những ngành nghề dễ bị tổn thương. Mà trong đó các bạn, ngành điện ảnh, tức là Hollywood, âm nhạc, tức là nói chung là ngành giải trí. Thứ hai, thời trang, truyền thông, thể thao. Đây là những cái ngành dễ bị tổn thương nhất. Tại sao dễ bị tổn thương? Tại vì cái sản phẩm của họ, người Trung Quốc có thể tiêu thụ được. Họ sợ mất thị trường. Ví dụ như một cái iPhone này, thì nó giá rất là mắc. Chưa chắc người Trung Quốc đã afford nổi. Thì Apple còn có thể rút lui ra khỏi thị trường của Trung Quốc. Nhưng một cái vé coi phim, ở những thị trường đó, người dân Trung Quốc vẫn có khả năng mua một cái vé coi phim của Mỹ. Ví dụ như là ở Mỹ này bây giờ một cái vé coi phim ở Mỹ trung bình là 15 Mỹ Kim. Thì người Trung Quốc họ cũng có khả năng mua một cái vé đi coi phim. Mà cái đó là cái Hollywood cần. Một tấm vé thôi. Bây giờ 100 triệu tấm vé là họ lấy vô 1 tỷ rưỡi rồi các bạn. 100 triệu tấm vé ở Trung Quốc thì có nghĩa là họ đã lấy vô 1 tỷ rưỡi rồi. Cho một cuốn phim. Cho nên họ khó bỏ được cái thị trường Trung Quốc. Rồi thời trang cũng vậy. Một cái áo của Chris Sangyo vài chục đô la cho tới vài trăm đô la, người Trung Quốc vẫn afford nổi. Tức là cái thành phần có khả năng tiền mà chơi hàng hiệu vẫn có thể mua được quần áo của Chris Sangyo hay giày dép của Chris Sangyo, kể cả dây nịt, đồng hồ, dây chuyền vân vân, tất cả những nữ trang đó. Thì họ sợ mất đi cái thị trường 1.4 tỷ dân. Rồi ngành thể thao NBA, các bạn thấy đó, cái báo cáo là cái tiền thâu vô của NBA về cái việc mà những tổ chức những cái trận đấu ở tại Trung Quốc thôi, họ bán vé, người Trung Quốc có thể mua vé xem một trận thể thao được mà. Do đó, rồi chưa kể những cái quảng cáo, rồi chưa kể những cái livestream để mà phát quảng cáo ra, nó là một cái số lợi khổng lồ. Các công ty này dễ bị tổn thương và dễ bị Trung Quốc uy hiếp. Do đó tới giờ phút này các bạn thấy những công ty kỹ thuật thì họ có khả năng họ rút ra khỏi Trung Quốc được. Mặc dù đó là cái thị trường lớn và nó chưa phải là một cái thị trường gọi là hoàn hảo, nhưng họ có thể rút ra được. Nhưng mà đối với những công ty ngành giải trí, ngành thời trang, ngành thể thao hay là media, tức là truyền thông, thì họ bị kẹt. Cái đầu tư bây giờ một cuốn phim đó, ví dụ như cái cuốn phim vừa rồi bị ngăn cấm ở Á Châu đi, là cái cuốn phim mà nói về cô gái người tuyết đó của Trung Quốc hợp tác với lại hãng DreamWorks của Mỹ đi. Thì bây giờ các bạn nghĩ đi, vài chục triệu người ở khu vực Á Châu, từ Việt Nam qua Mã Lai qua tới Đài Loan, Philippines, bốn quốc gia này hủy bỏ không chiếu cuốn phim đó, thì coi như cái hãng DreamWorks và hãng Pier Studio của Trung Quốc mất đi một khối khách. Nhưng bù lại, cái tin này nó tác động ngược lại Trung Quốc, nó lại kích thích cái tinh thần dân tộc của Trung Quốc, cái guồng máy truyền thông của Trung Quốc, nó lại đánh trống thổi kèn lên, là cái dân Trung Quốc đã coi phim rồi lại đi coi lần nữa. Rồi cái thành phần mà chưa bao giờ đi coi phim hết, suốt ngày chỉ lên chửi bới người này người kia đó, cũng phải cầm vé đi mua để mà ủng hộ cho cái cuốn phim đó. Thì cuối cùng họ cũng được bù lại cái phần khoảng trống này.
Do đó chưa chắc hãng DreamWorks đã coi là đáp ứng được cái giá trị cốt lõi mà cộng đồng quốc tế theo đuổi. Mặc dù người sáng lập công ty DreamWorks là một trong những đạo diễn được xem là có cái thái độ rõ nét trong vấn đề nhân quyền là ông Steven Spielberg. Ông là một trong những nhà đồng sáng lập công ty DreamWorks. Và ông là cái người đã từ chối Trương Nghệ Mưu trong cái việc mà tổ chức cái Olympic năm 2008. Là bởi vì lúc đó đã có những cái cơ quan về nhân quyền, Human Rights Watch, Amnesty International đã lên tiếng và ông đã rút ngay cái quyết định đó lại và để cho một mình Trương Nghệ Mưu lo cái việc mà tổ chức cái Olympic 2008 của Trung Quốc. Ít nhất ông đã thỏa mãn, ông đã đáp ứng được cái áp lực từ phía của cộng đồng quốc tế. Nhưng cái đó chỉ là một cái event. Còn DreamWorks một năm như vậy, họ sản xuất trên dưới mười mấy cuốn phim feature, tức là phim lớn đó. Tôi chưa kể những cái phim nhỏ mà sản xuất cho truyền hình. Tôi chỉ nói là những cái phim lớn chiếu ngoài rạp thôi đó, là mười mấy cuốn phim. Do đó, cái thị trường Trung Quốc họ không bỏ ngỏ được. Nên họ bị áp lực. Không phải ai cũng giống như là ông Silver của NBA, sẵn sàng chấp nhận, không có xin lỗi gì cả và cũng không đuổi ông Mori. Vì NBA, thị trường Trung Quốc là thị trường thể thao. Nhưng mà cái thị trường thể thao đó nó còn giới hạn ở Trung Quốc nhiều lắm. Mặc dù có cả triệu fan ở Trung Quốc rất là mê các cầu thủ của NBA. Nhưng mà NBA còn phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Tại vì cái thị trường lớn nhất quảng cáo của NBA vẫn là Hoa Kỳ. Tại vì NBA đấu thì tiền vé bán là một lẻ. Nhưng mà quan trọng nhất là cái kỹ nghệ quảng cáo. Mà cái kỹ nghệ quảng cáo đó là các bạn biết là cả chục tỷ mỗi năm. Từ các công ty danh tiếng nhất của thế giới đều quảng cáo trong giải thể thao NBA. Do đó họ không bỏ được cái thị trường Hoa Kỳ. Mà không bỏ được cái thị trường quảng cáo của Hoa Kỳ đó. Mà họ cũng không muốn mất đi cái lượng fan ở bên Trung Quốc. Đây là cái vai trò của NBA. Và NBA đã chọn cái thái độ là cứng rắn vừa đủ. Nhưng mà không xúc phạm đám Cộng sản Trung Quốc. Để không có những cái tác hại hơn. Nhưng mà họ không có đồng ý xin lỗi bất cứ một điều gì. Mặc dù là có một hai cầu thủ của NBA đã lên tiếng ủng hộ cho Bắc Kinh. Thì các bạn thấy rõ ràng là Trung Quốc đang sử dụng toàn bộ cái quyền lực mềm của họ để mà áp lực. Mà những công ty dễ bị tổn thương chính là những công ty này. Những công ty thời trang, những công ty điện ảnh, những cái nơi sản xuất kỹ nghệ giải trí và thể thao. Đây là cái mảng mà Trung Quốc đang đánh vào và chính phủ Hoa Kỳ chưa nhúng vô. Chính phủ Hoa Kỳ và Âu Châu chưa nhúng vô. Nếu họ nhúng vô thì các cái công ty này cũng sẽ có quyết định thôi. Đáng tiếc là tới bây giờ nó vẫn là một cái thị trường bỏ ngỏ. Nó vẫn là một cái vấn đề bị bỏ ngỏ. Và Quốc hội Hoa Kỳ, rồi các nhà chính trị Hoa Kỳ, Âu Châu vẫn chưa nhìn rõ nét về cái thị trường này đang bị Trung Quốc thao túng như thế nào. Thao túng rất nặng nề. Và các bạn thấy rất là rõ. Mà bây giờ tôi nói thật các bạn, thật sự mấy hãng này có thể thoát được. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là họ chưa muốn bỏ cái mối lợi trước mắt. Thật sự phim chiếu rạp bây giờ, cái việc bán vé ngoài rạp không còn bao nhiêu nữa so với lại một thập niên trước. Lý do là có nhiều platform ra. Người ta ở nhà người ta có thể coi bằng các cái hệ thống âm thanh tối tân nhất rồi, không thua gì ngoài rạp. Rồi người ta có thể coi những cái phim đó trực tiếp ở trong nhà với gia đình luôn, mà đỡ tốn kém. Một cái tấm vé $15, nó ở nhà nó mở Netflix lên, nó coi live trực tiếp, hay nó mở video on demand lên, nó coi trực tiếp, cả gia đình coi nhiều khi cũng tốn chưa tới $10. Mà âm thanh thì coi như là cũng y chang giống như trong rạp thôi. Mà cả gia đình ngồi coi. Nhưng mà cái xu thế này nó chưa có được gọi là phổ thông tại Hoa Kỳ. Bởi vì người Hoa Kỳ vẫn có cái truyền thống ủng hộ ra ngoài rạp coi phim để ủng hộ cho những tài tử, ủng hộ cho những cái người, cho những cái nội dung phim. Do đó cái hệ thống rạp nó cũng còn được ở Mỹ khoảng 3.000 rạp. Thì các bạn thấy rõ ràng là Trung Quốc đang sử dụng quyền lực mầm và đầu tư rất nhiều tiền bạc vào khu vực này. Để mà họ gây ảnh hưởng. Tại vì sao? Thể thao, thời trang, giải trí, truyền thông là bốn cái ngành này, là bốn cái ngành có quần chúng. Cho nên Trung Quốc không ngại tiền đầu tư vào đây. Đầu tư vào chính trị gia thì chưa chắc có nhiều quần chúng. Nhưng mà đầu tư vào những ngành này á, mỗi một minh tinh, mỗi một tài tử, mỗi một cầu thủ thể thao,
mỗi một người mẫu thời trang, mỗi một công ty hiệu thời trang đều có cái khối lượng khán giả của họ đông đảo. Do đó Trung Quốc muốn tạo ảnh hưởng, họ chi tiền rất nhiều ở trong những kỹ nghệ này để tạo ảnh hưởng riêng của họ. Đây là cái chiến lược mà từ lúc Trung Quốc phát triển kinh tế tới bây giờ. Là bây giờ các bạn, thậm chí là các bạn có biết rằng là bây giờ là nhiều tài tử Mỹ sẵn sàng qua Trung Quốc đóng phim. Xưa nay chưa bao giờ có. Ít khi nào họ đi nước khác đóng phim lắm. Tại không quốc gia nào mướn nổi cái đồng lương của họ hết. Nhưng bây giờ các bạn thấy nhiều phim treo lên là tên chữ Tàu không à. Và hãng phim của Tàu không à. Nhưng tài tử chính là Hoa Kỳ. Tài tử chính lại là Hoa Kỳ. Họ sẵn sàng chi tiền rất là nhiều để mướn những tài tử minh tinh nổi tiếng của Hoa Kỳ đóng phim cho những hãng phim của Trung Quốc. Và những hãng phim đó 60% đều nằm dưới sự hỗ trợ và đều nằm dưới quyền quản trị của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đây là một trong những cái mà cho các bạn thấy là Trung Quốc đầu tư vào cái thị trường này rất phức tạp. Tại vì sao? Khối tài tử, nghệ sĩ, diễn viên cho tới các cầu thủ, các vận động viên, mỗi một người đều có một cái lượng fan rất đông đảo. Họ có tầm ảnh hưởng trên thế giới và Trung Quốc muốn dùng tầm ảnh hưởng của họ quảng bá cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ muốn dùng ảnh hưởng của những người này, tương tự như trường hợp của Thành Long, Jackie Chan. Jackie Chan dù sao cũng có fan ở khắp nơi trên thế giới, cả triệu fan mà. Bây giờ Trung Quốc dùng Jackie Chan để quảng bá cho cái quyền cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới danh nghĩa là quảng bá cho đất nước Trung Quốc. Nhưng thực tế là quảng bá cho cái quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ các bạn nghĩ đi, đâu phải nghệ sĩ nào cũng có bản sắc giống như Châu Nhuận Phát. Đâu có nghệ sĩ nào cũng có bản sắc như là Richard Gere. Các bạn biết Richard Gere tới ngày hôm nay là vẫn bị Trung Quốc cấm cửa. Vì Richard Gere là đệ tử ruột của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và anh cũng là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho cái phong trào dân chủ ở Trung Quốc. Tới ngày hôm nay anh cũng đâu có được đến Trung Quốc đâu. Nhưng mà không phải có nghệ sĩ nào cũng có cái bản sắc như vậy. Đa phần nghệ sĩ họ vẫn cần khán giả, họ vẫn cần tiền, họ vẫn cần danh, họ vẫn cần lợi. Tại bước vào nghệ sĩ là chỉ có cái con đường đó thôi. Do đó Trung Quốc đã sử dụng cái quyền lực tối đa để bóp họng họ. Đó là lý do tại sao các bạn thấy những nghệ sĩ này á, chính quyền Trump nói cái gì á, nó chửi ngay. Hay là chính phủ Mỹ có những cái gì á, là nó lên báo, nó chửi bới sùm hết. Nó lên trên đài, nó lên trên báo, nó chửi sùm hết và nó kéo fan ủng hộ người này rồi tẩy chay người kia trong chính trường của Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà đụng tới Trung Quốc nó im mẹ, nó miệng lai hết. Trong khi họ sống và làm việc ở đây, họ nhờ vào cái nền tự do của Hoa Kỳ, họ mới có được cái chỗ đứng, họ mới có được cái tên tuổi, họ mới có được cái khán giả. Nhưng mà họ sẵn sàng quay lưng. Họ quay ra họ chửi bới chính phủ ông Trump, thậm chí trước đó chính phủ Obama họ cũng chửi, chính phủ của Bush họ cũng chửi, chính phủ của Clinton họ cũng chửi, họ chửi thoải mái luôn. Nhưng mà bây giờ đụng tới Bắc Kinh cái họ im miệng lại. Mà thậm chí có những người còn lên tiếng binh vực chính quyền Bắc Kinh nữa. Nhưng mà biểu họ qua bên đó sống họ không qua. Cuối cùng nhà cửa họ vẫn bên Mỹ, tài sản họ vẫn bên Mỹ. Kêu họ qua bên đó họ sống nhưng mà mở miệng ra là bên Trung Quốc. Là bởi vì họ đã bị tẩy não trong cái thị trường này. Và Trung Quốc đã dùng cái quyền lực mềm của họ để tẩy não nhiều nghệ sĩ. Và đây là cái thực tế. Các bạn thấy đó, đây là cái thực tế. Do đó, để đối đầu và giới hạn cái sự bành trướng của Trung Quốc, nó không chỉ có mặt trận kinh tế, mặt trận quân sự, mà trên cái mặt trận dư luận là một cái mặt trận gọi là phức tạp và khủng khiếp vô cùng. Mà Trung Quốc đã thao túng 20 năm qua. Họ đầu tư rất nhiều tiền bạc, công sức và tất cả mọi thứ vô những cái thị trường này. Tại vì những cái thị trường này là những cái tầm ảnh hưởng của thế giới. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy đối đầu với Trung Quốc không phải dễ. Không phải chỉ có một cái giải pháp kinh tế là xong. Không phải chỉ có một cái giải pháp quân sự là xong. Đó, mặt trận dư luận mà bây giờ cả một đám dư luận đó nó nghiêng về phía Trung Quốc. Thì chính phủ Hoa Kỳ cũng phải rụt tay. Mà cái đám dư luận đó nó lại có cả triệu fan trên khắp thế giới đứng về phía nó nữa. Đây không phải là một cái cục diện dễ dàng. Mà nhiều bạn nói rằng là đập chết cha thằng Trung Quốc đi. Cho nó chết luôn đi. Ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối diện với một cái thực tế các bạn phải hiểu được. Cái quyền lực của Trung Quốc nó đã thấm ở trong những cái khu vực này rất là nhiều. Không phải dễ để mà tách nó ra.
đây là một trong những cái thực tế để cho các bạn hiểu được là cái khó khăn của chính phủ Hoa Kỳ khi mà chuyển trục và thay đổi chính sách, không phải một sớm một chiều, từng bước để đẩy cái ảnh hưởng Trung Quốc dằn ra khỏi những cái ngành này và dằn ra khỏi tất cả những cái cần thiết. Và cái đó là một cái lộ trình dài, nó không thể là một sớm một chiều được. Ok các bạn, đó là bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi, và Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong vòng một tiếng nữa trong chương trình Tin Cập Nhật buổi tối. Và trong cái chương trình này, các bạn có thể đem cái đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta tiếp tục thảo luận, hoặc là các bạn có thể chọn cái tin vào phần tin cập nhật buổi tối của tôi để chúng ta thảo luận trong tất cả các phần tin tức. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và trước khi chia tay thì vẫn mời các bạn xem lại cái trailer mà quảng bá cho cái diễn hành Tết và cái hội chợ Tết Vui Xuân Ngày Tết ở tại Lido Sài Gòn, quận Cam, California. Và mến chào các bạn, chúng ta gặp lại trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Bye bye. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Hành trình 45 năm xây dựng của cộng đồng người Việt, nơi mệnh danh là thủ đô tị nạn cộng sản của người Việt trên toàn thế giới. Những con phố thương mại sầm uất do người Việt xây dựng, những mái chùa đầy màu sắc cổ kính do Phật tử gốc Việt dựng lên, những ngôi nhà thờ trang nghiêm với sự đóng góp không ngừng nghỉ của tín đồ gốc Việt, những màu sắc rực rỡ trong hội chợ Tết của người Việt tại quận Cam, những truyền thống tốt đẹp mang bản sắc Việt chưa bao giờ phai nhạt. Hãy về dùng nắng ấm Cali để thưởng thức không khí Tết với những bản sắc cổ truyền dân tộc. Xuân Tri Ân Canh Tí năm 2020 tại quận Cam, California sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết. Cuộc diễn hành truyền thống trên đại lộ Trần Hưng Đạo với hàng chục ngàn người và đầy rực rỡ, biểu tượng thành công của cộng đồng Việt. Hội chợ Tết với hàng trăm ngàn người tham dự mỗi năm với đầy đủ các trò chơi giải trí lành mạnh và văn hóa ẩm thực không nơi nào có. Thăm viếng các danh lam thắng cảnh như khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, khu tượng đài thuyền nhân, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Disneyland, Northberry Farm. Hành hương đến các ngôi chùa lớn nhất tại quận Cam, những thánh đường lừng danh thế giới cổ kính sang trọng, thưởng thức chợ hoa của Lido Sài Gòn chiêm ngưỡng những màn đốt pháo múa lân rộn rã trong ngày Tết, đón giao thừa với các nghệ sĩ và những chương trình văn nghệ đặc sắc ngay giữa trái tim của Lido Sài Gòn, và gặp gỡ hàn huyên với bạn bè đồng hương. Tất cả sẽ diễn ra trong tuần lễ cuối tháng Giêng năm 2020 từ 24 đến 30, chỉ có tại Lido Sài Gòn ở quận Cam, California. Mọi chi tiết ghi danh tham dự diễn hành, khách sạn, hành hương, thăm viếng, liên lạc ban tổ chức qua địa chỉ diễn hành Tết at lidosaigontet.com hoặc vào trang web của ban tổ chức tại lidosaigontet.com để biết thêm chi tiết. Mình muốn người hạnh phúc tràn hòa, ước mơ hạnh phúc nơi nơi.